Chị nhìn thấy là dưới thời thực dân Pháp, khi mà xây dựng nhà tù thì họ sẽ xây bằng đá hộc và sẽ lợp bằng mái ngói. Và mái đây thì rất là thấp, tại vì thứ nhất là lượng mưa ở côn đảo tương đối lớn. Đồng thời nếu như mà làm như thế thì sẽ ngăn được ánh sáng lọt vào phía bên trong phòng giam. Và như ở đây cô chú anh chị nhìn thấy đây có tất cả là 10 phòng tập thể đây, nằm đối diện với nhau. Và mỗi bên như thế là gồm có 5 phòng và cấu trúc là tương tự. À, trại Phú Hải thì ở thời thực dân Pháp thì được gọi là banh một, banh theo tiếng Pháp có nghĩa là trại giam. Nhưng mà sang thời Mỹ Ngụy thì với âm mưu là xáo trộn liên lạc với những người tù thì Mỹ Ngụy đã cho đổi rất nhiều tên gọi, và tên gọi cuối cùng là trại Phú Hải. Và do cấu trúc 10 phòng ở đây là giống nhau cho nên là em sẽ mời cô chú anh chị vào tham quan một phòng điển hình. Phòng giam này ở thời Mỹ Ngụy người tù mệnh danh đây là phòng chết điển hình của trại giam. À, mời cô chú anh chị chúng ta đi lối này, đi vào bên trong. Mưa. Chờ cái ông này. Trước khi vào phía bên trong phòng giam thì chúng ta sẽ nhìn thấy vị trí này đây, đây gọi là ổ khóa còng. Ở đây thì mình sẽ nhìn thấy có một thanh sắt này nối liền với bên trong. Ví dụ như tù nhân mà bị còng ở bên trong á, cai ngục trật tự đặt ở đây cái chốt khóa, sau đó mới khóa trái ngoài đây lại. Ví dụ như muốn mở khóa cho người tù thì cai ngục trật tự mở ở đây, thì bên trong á, tù nhân cầm thanh sắt này kéo ra. Khi mà kéo hết thanh sắt ra thì sau đó có thể luồn cái cùm của mình ra phía bên ngoài và có thể đi lại tự do ở trong phòng được. À, thực dân Pháp làm như thế để dễ quản lý tù nhân ở bên trong. Rồi em mời cô chú anh chị vào đi ạ. Mình vào bên trong phòng số 6. Ôi, vô tù mà. Vô tù. Vui quá hay. Đi vô tù. Lấy ghê quá. Vô. Vô cho biết. Không có ánh sáng gì. Dạ, phòng giam thì làm sao có ánh sáng. Giam tối. Một cái khóa kia mở ra rồi. Trời ơi, xích tinh đồ luôn này trời. Thôi để phát một chút đi. Thôi sợ lắm. Anh cho ra ngoài đi. Để đi ra ngoài. Khủng hoảng tinh thần. Ôi. Rồi em mời cô chú anh chị đi lên trên này luôn đi ạ. Thẳng lên trên này luôn ạ. Trong cái này chị có cho ăn không ạ? Không cho ăn thì không đúng không? À, dạ vâng, có cho ăn ạ. Ví dụ như người tù mà bị còng như thế này á, thì hằng ngày họ sẽ được ra ngoài 2 lần. À, mỗi lần như thế là 10 phút và sẽ ăn cơm ở dưới cái mái hiên. Mái hiên mà phía trước lúc nãy chúng ta đứng ở ngoài á. Còn nếu như mà họ không có bị còng xiềng cấm cố thì hằng ngày họ phải lao động khổ sai cái sở tù phía bên ngoài và họ sẽ ăn ngay tại vị trí làm khổ sai. À, bên trong cái căn phòng như thế này, cô chú anh chị hình dung là thời thực dân Pháp á, thì địch sẽ giam từ 80 cho đến 120 tù nhân. Sang đến thời Mỹ Ngụy, cao điểm nhất thì có thể giam giữ đến gần 200 người tù. Nhưng mà số lượng mô hình tượng ở đây như cô chú anh chị nhìn thấy á, là chỉ có hơn 90 mô hình tượng thôi. Mà mình thấy là đã kín tất cả các bệ rồi. Cho nên là khi mà số lượng tù nhân mà tăng lên gấp đôi á, mà tù nhân nằm ở trên bệ không đủ thì phải nằm trực tiếp dưới nền xi măng. Bình thường thì tù nhân có thể đi lại tự do ở trong phòng, sau đó đi vệ sinh vào góc ở bên trong.
Nhưng mà khi ở trong đất liền có sải đã biến động hoặc là ở côn đảo mà có bất kỳ cuộc vượt ngục nào diễn ra thì tù nhân sẽ bị còng xiềng cấm cố lại. Và khi bị còng lại, họ đi vệ sinh tại chỗ vào trong cái thùng gỗ đây. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là số lượng tù nhân rất là đông, nhưng mà trung bình là địch chỉ bố trí từ 2 đến 3 thùng gỗ. Ví dụ như đêm khuya tù nhân mà nằm ở cuối góc kia mà lúc đó muốn đi vệ sinh thì phải đánh thức tất cả những người bạn tù của mình dậy để mà truyền cái thùng gỗ lần lượt đến tay mình. Do đó mà một đêm mà chỉ cần 2 hoặc là 3 bác muốn đi vệ sinh thì có thể nói là tất cả những người tù khác khó có thể mà ngủ yên giấc được. Và chưa kể cái việc mà nếu như cái thùng vệ sinh này mà đầy rồi nhưng mà chuyển như vậy thì phân và nước tiểu sẽ sóng sến và sẽ tràn ra ngoài và sẽ bê bết lên những thân hình của những người tù mà nằm ở dưới nền nhà. Tại nhà tù Côn Đảo lúc bấy giờ có 2 căn bệnh tràn lan cả đảo mà không có thuốc điều trị. Thứ nhất là bệnh sốt rét và thứ hai là bệnh kiết lỵ do tình trạng vệ sinh tồi tệ như thế này. Bây giờ em tiếp tục mời cô chú anh chị ra phía bên ngoài. Chúng ta đến tham quan một số điểm ở phía dưới. Nên sẽ kêu là địa ngục trần gian rồi vậy á. Mình nhìn thôi mình đã sợ rồi. Cái gì ở đây? Ở trên rào hết luôn đấy. Không có một cách gì. Hả? Có một trong những người đó là chúng ta Tú Thắng. Dạ. Và người kế về Bắc Hồ sau này kiểu mà mất là chủ tịch nước. Phòng giam số 7, đây là nơi mà chi bộ đảng đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo được thành lập do đồng chí Nguyễn Hới làm bí thư, gồm có tất cả là 20 đảng viên. Và đây cô chú anh chị có thể nhìn thấy đồng chí số 3, đây đồng chí Ngô Gia Tự, ông là người Bắc Ninh. Do là vào năm 1935, khi mà ông vượt ngục không thành công thì đã bị mất tích giữa biển khơi. Còn các đồng chí còn lại thì sau này đều được trở về và trở thành lãnh đạo của đảng và nhà nước ta, chủ yếu là thời kỳ đầu. Rồi, cháu mời cô chú anh chị tiếp tục ạ. Phòng giam số 9 này đây là nơi đã từng giam giữ Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Ngày đầu tiên mà bác Tôn bị đài ra Côn Đảo thì bác Tôn bị giam ở phòng giam số 9 là đầu tiên. Và bác Tôn được xem như là nhà lãnh đạo bị giam ở Côn Đảo lâu nhất trong vòng 15 năm. Bác Tôn bị đài ra Côn Đảo từ năm 1930 mãi đến năm 1945. Khi mà cách mạng tháng 8 thành công thì bác được đón trở về đất liền để tiếp tục tham gia kháng chiến cùng với khoảng hơn 2.000 tù chính trị khác. Bây giờ tiếp tục mời cô chú anh chị xuống phía dưới, chúng ta đến tham quan hầm khổ sai xây lúa. Đi thật luôn, bà thấy khổ không? Bố phải thật sự chứng minh. Đây chỉ là một phần thôi, chưa hiểu cho nhiều. Nó nhảy được, nhảy đi con. Thời thực dân Pháp đó cô chú anh chị, mà thực dân Pháp
xây dựng nhà tù thì họ sẽ lập bằng mái ngói. Sang thời Mỹ Ngụy thì Mỹ Ngụy sẽ lập bằng mái tôn tứ đô xi măng. Ở đây cô chú anh chị nhìn thấy có một số công trình sang thời Mỹ Ngụy mới xây dựng đây. Ví dụ như là chính giữa là có nhà nguyện. Đối diện với chúng ta là giả nhà ăn đây. Bên này có câu lạc bộ, hai cái ô tròn tròn, cạnh bên là phòng cắt tóc. Những công trình này khi mà Mỹ Ngụy xây dựng nên thì chỉ mang tính chất là bị dân trá hình thôi, người tù không có được sử dụng. Rồi em mời cô chú anh chị xuống phía dưới này ạ, mình đến tham quan hầm xây lúa. Trời ơi, mua quá nè. Trời mê. Mê cô. Bình xa. Bình xa. Ở đây có tổng số là 20 sợi điện ở phía trước là 10 cái, đầu lưng lại phía sau 10 cái. Khi mà
mà tù nhân bị giam ở đây á, thì họ sẽ bị còng 24/24 kể cả lúc đi ăn cơm và đi vệ sinh. Những xà lim nhỏ như thế này nè cô chú anh chị là xà lim đơn, giam từ 1 đến 2 người. Cứ trung bình 4 xà lim đơn là có 1 xà lim đôi. Như thế này đây à, đây là xà lim đôi đây. Xà lim đôi này thời được dân Pháp giam từ 5 đến 7 người. Sang đến thời Mỹ Ngụy lúc mà cao điểm nhất á, những xà lim đôi có thể giam giữ đến 20 hoặc là 30 người. Ví dụ như xà lim đôi phía bên này. Tù sẽ bị ngột ngạt, không có không khí dễ thở, cũng như là làm cho những người ở Slender họ sẽ cảm thấy là cô đơn, làm nhục ý chí của họ. Tù nhân bị giam ở đây một thời gian thì mắt sẽ mờ, chân sẽ bị liệt vì thiếu ánh sáng, cũng như bị cầm xiềng cấm cố. Cấu trúc những Slender thì đều giống nhau hết à, cô chú anh chị tham quan tự do một vòng đi ạ. Cô chú anh chị tham quan xà lim xong, em tiếp tục mời mình sang phía bên này, sang phía bên giải này ăn ạ. Thầy lúc nãy em giới thiệu ở đây là công trình mang tính chất miền nhân đá hình, người tổ không được sử dụng. Còn giải xà lim em tiếp tục mời mình sang.